Chào các bạn đến với kênh Bosu Vlog và hôm nay mình đến nhà của chị bé hai ở ấp Mỹ Hòa, xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Và hôm nay bà chị đã lợp xong cái mái nhà, mình trở lại mình quay và một số công đoạn để hoàn thành cái nhà của chị hai như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nha. Mình đã quay lại cái cảnh ngôi nhà của chị hai. Ngôi nhà thì nó thiết nó sét hết trơn rồi, nó lủng lỗ và chị hai phải dùng cây tre và niềng dây chì xuống, sợ thiết nó bay. Máy thiết thì nó lủng lỗ chỗ rất là nhiều. Và ở phía trong ở ngôi nhà thì chị phải chấp giá nhiều miếng thiết tại nó lủng hết, nó chảy nước xuống. Mưa thì phải ngủ ướt, không thể mà che nắng che mưa được, cho nên là chị phải bán ngôi nhà này, chị qua xây kế bên để mà tránh mưa tránh nắng. Tại vì giờ lớn tuổi rồi không có tiền để mà xây ngôi nhà mới, chị phải bán ngôi nhà cũ này để mà xây ngôi nhà mới ấm cúng hơn. Sau đây là một số công đoạn mà mấy anh thợ đang gấp rút để mà hoàn thành sớm ngôi nhà cho chị hai nha. Mời quý vị cùng theo dõi. Này mình tính chừng nào rồi xong đó chị hai? Bữa 19. 19 mới xong ha. Bữa nay 17 rồi. 17. Rồi vậy là vậy 18 là chỉ dời đồ về ha. Dạ. Dời đồ về. Rồi chắc hết tiền rồi. Vậy là chị bán cái nhà bên kia với cái nền để mà chị xây bên đây ấm cúng hơn ha. Đúng. Rồi cái nhà của chị bên đó là mục hết hả? Mục hết trơn rồi. Nó sập rồi. Sập rồi, dột mưa dữ lắm hả chị hai? Dột hết trơn rồi. Chị qua đây chị cất đặng ba ngôi thờ cúng của chị. Dời đồ về lần nữa. Chừng nào nó bê rồi mà thứ ba hả? Thứ ba 18 ha, dời đồ để nó dơ đồ để nó làm không được, nó khiêng dàn giáo này này kia kia nọ lắm. Chị là chị bán cái nhà bên đây. Chị bán cái nhà bên đây
rồi dỡ hết trả lại cái nền cho người ta. Dạ, rồi bắt đầu mình cho cái nhà đó em mốt đứa nào với mình không có con cháu mà phải cho mấy đứa cho nó dở dở mình không có tiền mướn nữa. Mình có tiền mướn rồi rồi cho mấy đứa cháu ha. Dạ. Rồi cảm ơn nha chị. Dạ. Bữa nào tới ngày 19 ha, chị Mính về ngày mới thì lại quay lại hoàn cảnh cũng như là quay lại cái hoàn thành của nhà của chị ha, để cho bà con với khán giả người ta coi. Dạ. Cảm ơn chị hai. Đây là chị vợ của anh Thầu xây nhà này nghe các bạn. Chị đang quét dọn để chuẩn bị giao bàn giao nhà cho chị hai. Ông Tư qua đây cho ông Tư Mượn quay ông sách hồ luôn được à. Ngôi nhà anh Thợ đang bê cũng như là sơn lại các bạn ơi. Còn ngoài trước thì đã xong rồi, bây giờ còn ngoài sau thôi. Mạng có làm mình lên hả? Phía trước này nó hơi thấp cho nên là phải xây cái đường để mà đi vào nha các bạn. Anh em dọn nhà, dọn dẹp đồ cho chị hai, tiếp chị hai và khiêng đồ qua nhà mới. Thì chị hai có đãi anh em nhậu nghe các bạn. Hôm nay mừng gì mà nhà mới hay gì hả? Quá mồi hả? Ba cái đồ. Thêm ba đồ quá rồi, sáng giờ nhờ vậy cho bà nè. Quá trời nhà đẹp rồi. Đẹp không? Ghế đồ quá trời rồi. Không lấy không? Trời ơi, thôi đừng quay đây nghe, mụn mền dữ lắm nha. Đừng quay khúc này ta cự chết nha. Sau khi hoàn thành nhà của chị hai, mình trở lại quay lại cái nhà của chị hai cho quý vị xem. Coi cái cảm giác của chị hai như thế nào khi mà sống trong ngôi nhà không giọt mưa giọt nắng này. Nhà bữa nay xong hết rồi hả chị hai? Xong hết rồi đó em. Còn ngôi có nhà cái quá, bếp nữa à. Quá đẹp ha. Còn có cái bếp nữa rồi. Còn cái đám trần dưới đám khu quyền nữa chiều đây lại gác lên nữa rồi đó. Thôi chị vô dẹp mâm cơm, ông ơi chị đâu ăn cơm. Đâu có gì đâu, hả? Kể đâu quay. Vô giữa nước rồi giữ ha. Nước có chưa? Có nước rồi. Quá em ơi. Quá êm rồi ha. Nước xài đủ hết, vô cầu rồi cũng có nước đâu bỏ. Để. Đó. Còn nhà bếp nữa. Nhà bếp nữa là xong ha. Về xong rồi đó, đang giờ ba đồ về, đừng chắc vô. Ở nội trên này được rồi. Giường quá cao nó già là leo lên sao nổi. Không phải cái này nó cái liêu quan này nó cao, thôi kệ nữa mình già tính sao. Chứ bỏ nó không, để làm cổng mình đựng đồ trong. Có vàng không? Mình không dài. Trời mừng dữ lắm chứ ba ngô thờ cúng được rồi. Quá à, không có mưa gió nữa là không có giọt mưa nữa là quá khỏe ha. Quá khỏe rồi mừng lắm. Được ba ngô thờ cúng cái rồi chị tịnh tọa luôn tới ngày già. Mãn phần luôn ha. Mãn phần luôn, mừng quá cậu ơi. Chị sống mình ăn không á, mà nấu cơm ăn mình ăn luôn chứ không mình có. Luôn, có mấy đứa em nó tới. Anh tới. Em mình á. Tới lui hoài ha. Tới lui. Còn tấm trần Phật á thì chiều nay ta đem lại ta ráp cho chị đó. Tấm trần với có hình Đức Thầy thôi không? Không, chị thợ Đức Thầy. Có hình dưới rồi ha. Rồi chị không có rầm rà. Rồi chị nói thôi, vậy à. Đó, đèn đó. Quá đèn sáng trang rồi, quá êm rồi. Được chứ. 1 triệu 3, 1 triệu 3 70.
cái tiền điện ha, tiền điện á. 500 triệu ba, tổng cộng 1,37 triệu ha. Dạ, 1,37 triệu với cái sợi dây ngoài đưa vô 400 nữa, cũng như là nó mua đồ với giờ đồng hồ 200, rồi nó nói bà cho nhiêu thì bà cho. Cái chị đúng là mình có tiền cho đứa 100 chứ phải, mà chị cho có 200 cũng thấy tội nghiệp. Rồi lúc đầu Chiến đó, nó nói tôi tính hai người ăn bà 600, cuối cùng nó gì vậy, nó cho là 100. Chiến đó. Nhà quá đẹp rồi, vậy là quá quá ấm Rồi cúng rồi rồi. nó hỏi mấy thằng điện, nó hỏi chứ bà có hộ sổ hộ nghèo không, chứ Không nó nói không có hồ sơ không nghèo có sổ hộ nghèo. Cái nhà này thì của anh em xúm nhau góp sức lại cất cho chị. ha. Rồi một số nghe nói là có một số lò gạch ta cho gạch kia Có có ông Năm Nhị cho không? thêm, bà Chính cho lúc trước là 700 thiên gì nữa đó. Vậy sao bây giờ thôi thì chị gửi lời cảm ơn những người cho gạch đi, cảm ơn. Rồi gửi lời thăm cảm ơn, gửi lời cho ông Năm Nhị. Với chị Rồi. bé Chính ha, bé Dạ. Chính lò gạch Bé Chín lò gạch, đã hộ với lại Năm Nhị nói gì nè, Năm Nhị nói bao cái làm cái phía sau luôn. Thiếu thiếu thì điện lên Năm Nhị cho. chị gửi lời cảm ơn mấy mạnh thường quân nó cho ủng hộ gạch cho chị đi. Dạ. Rồi còn thiếu sao á, bà Chính mới nói cứ việc lấy mần nhưng mà mình rồi lấy làm chi. Rồi còn số tiền lại mà nó ôi để đó gì nè, trả trả mới gặp mới sáng. Xin gửi lời cảm ơn anh Năm Nhị với chị bé Chín lò gạch ở Nhân Mỹ chợ mới An Giang Bán ha, gạch cho cũng như tặng gạch cho chị một số gạch để chị xây cất nhà. dạ Rồi cảm ơn chị hai rất nhiều. mừng quá mừng thôi. Quá êm rồi, có bạn ngồi uống nước trà nữa, quá quá đẹp rồi. Thấy cũng cũng mừng đó. Bây giờ còn bến hai bộ bàn, bến nữa kìa, rồi đặng mà Bàn cất tròn hả? Bàn tròn hả? bằng tròn, rồi cắt hai ra 2 thước đem cái giường về. Mình thay mặt cho chị hai xin gửi lời cảm ơn lò gạch của chị bé Chính, lò gạch của anh Năm Nhị đã hỗ trợ một phố phần gạch để mà xây cho ngôi nhà của chị khang trang. Và cảm ơn những anh điện lực đã dâng và không lấy tiền, lấy một phần nào đó thôi. Và anh Quốc Chiến ở Mỹ Hòa, Nhân Mỹ, chợ mới An Giang cùng đồng hành cũng như là hoàn thành ngôi nhà cho chị. Clip đây đến đây là kết thúc các bạn ơi. Các bạn xem nhớ bấm like và đăng ký kênh để mình ra nhiều video hay hơn. Mến chào quý vị và các bạn.